chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, hiện giờ Vĩnh Loan đang có mặt tại thảm đỏ của buổi lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 18 năm 2012. Và có lẽ quý vị cũng sẽ cảm nhận được một cái bầu không khí rất là tuyệt vời ở khu vực Vĩnh Loan đang đứng hiện giờ. Đó là một không khí rất là sôi động. Và ngày hôm nay thì rất nhiều văn nghệ sĩ đã đến đây từ rất sớm để có thể giao lưu cùng với tất cả quý vị khán giả yêu mến của mình. Vâng thưa quý vị, và đóng vai trò kết nối giữa quý vị khán giả với những người nghệ sĩ mà chúng ta rất yêu mến ngày hôm nay, đó chính là MC Bình Minh và Minh Hằng cũng đang có mặt trên thảm đỏ. Và trước tiên chúng tôi xin phép được lược sơ qua với quý vị những thông tin về giải Mai Vàng. Thưa quý vị, giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức hàng năm, đây là một giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể nghệ sĩ có các hoạt động đóng góp tích cực, ghi dấu ấn trong đời sống văn hóa nghệ thuật một năm, được công chúng yêu mến và bỏ phiếu bầu chọn. Và đến nay, sau 17 năm tổ chức, Mai Vàng đã trở thành giải thưởng chuyên nghiệp được giới nghệ sĩ cả nước rất tín nhiệm. Và bên cạnh đó thì cũng nhận được sự yêu mến và quan tâm của đông đảo công chúng. Và thưa quý vị, đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có dịp được gặp gỡ và được giao lưu trực tiếp với tất cả những văn nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến trong một năm vừa qua. Còn bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh ngay khu vực của anh Bình Minh và Minh Hằng. Hiện giờ thì có rất nhiều những văn nghệ sĩ đã bắt đầu rảo bước trên thảm đỏ tại nhà hát lớn thành phố. Và hãy cùng đến với buổi giao lưu để cùng tìm hiểu trước thềm giải Mai Vàng chính thức được trao ngày hôm nay. Vâng, xin được chào đón tất cả quý vị các bạn đến với lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 18 do báo Người Lao Động tổ chức, và chúng ta đang đến với thảm đỏ chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được giới thiệu diễn viên Lê Anh Tuấn. Vâng, xin được chào bạn ạ. Vâng, rất vui khi gặp bạn ở đây. Chào anh ạ. Vâng ạ, không biết là cảm xúc của Lê Anh Tuấn khi đến với giải Mai Vàng năm nay thì như thế nào? Thực sự một cảm xúc rất là tuyệt vời. Mình thấy thật là hạnh phúc và vinh dự. Đây là lần đầu tiên mình được đứng trên thảm đỏ của giải Mai Vàng. Và mình đã cống hiến hết mình. Thực sự lúc mình làm việc thì mình không bao giờ nghĩ tới chuyện là mình làm việc để được đứng trên thảm đỏ giải Mai Vàng. Nhưng hôm nay là một vinh dự và mình thực sự hạnh phúc và vui. Và ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ vai diễn của mình cho tất cả khán giả biết được không ạ? Mình tham gia phim Anh Hùng Nguyễn Trung Trực và mình thủ vai chính, vai Anh Hùng Nguyễn Trung Trực, một người anh hùng dân tộc, một người mà cả đất nước Việt Nam ai cũng phải tự hào. Thực sự đây là vai chính rất là tuyệt vời đối với mình. Và vai diễn này cũng là vai chính diện duy nhất của Lý Anh Tuấn kể từ 10 năm trở lại đây, là thời điểm Tuấn bắt đầu bước vào phim truyền hình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn và xin chúc bạn thành công hơn nữa trong năm mới với những vai diễn của mình. Xin được cảm ơn bạn. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với diễn viên Vân Trang, một gương mặt đã từng nhận được giải Mai Vàng của báo Người Lao Động năm 2010. Và năm nay cô tiếp tục tỏa sáng và khẳng định tài năng của mình ở cả hai lĩnh vực, đó là điện ảnh và truyền hình. Đó chính là diễn viên trẻ Vân Trang. Và Ý Linh trong phim Scandal của Vân Trang trong năm qua đã được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao. Và đó cũng là một cuộc lột xác thật sự của Vân Trang so với những vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Xin được chào đón diễn viên Vân Trang. Quý vị khán giả có thể cho Vân Trang một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tràng vỗ tay của các bạn. Vân Trang này, vậy thì không biết bây giờ là Vân Trang muốn tôi nhắc đến một vai diễn trong Scandal hay là trong Thiên Mệnh Anh Hùng hay là trong Cô Dâu Đại Chiến 2 ạ? Trước hết thì Vân Trang xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt ở đây cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Thật sự là những cái vai diễn mà anh Bình Minh kể vừa rồi, vai nào Vân Trang cũng thích và Vân Trang cũng cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là ấn tượng với vai diễn của mình. Và cũng rất là may mắn là năm nay với vai diễn Ý Linh trong bộ phim Scandal là một cái vai chính điện ảnh đầu tiên của Vân Trang và được đề cử Mai Vàng thì Vân Trang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và Minh Hằng không nhớ lầm thì năm nay thì Vân Trang chuẩn bị ra mắt bộ phim điện ảnh tiếp theo nữa đúng không ạ? Vân Trang có thể chia sẻ cho khán giả biết là bộ phim tiếp theo là bộ phim gì để quý vị khán giả có thể chờ đợi và đón xem. Thật sự là trước thềm Tết năm 2013 thì Vân Trang đã tham gia quay hai bộ phim, hai bộ phim điện ảnh, một bộ phim Tiền Chùa của đạo diễn Thiện Đỗ và một bộ phim nữa là Cô Dâu Đại Chiến 2 của anh Victor Vũ, là Vân Trang sánh vai cùng với anh Bình Minh.
Nói chung là hứa hẹn là bộ phim Cô Dâu Đại Chiến 2 sẽ khùng hơn rất nhiều so với bộ phim Cô Dâu Đại Chiến 1. Và còn đại chiến hơn cả phần 1 đúng không ạ? Đúng rồi, nói chung là long trời lỡ đất như thế nào là Cô Dâu Đại Chiến 2 có hết. Vâng, xin được cảm ơn Vân Trang rất là nhiều. Và giờ xin mời Vân Trang cùng tiến vào phía trong cùng chung vui với cả các chị em nghệ sĩ. Kính thưa quý vị, và giờ chúng ta cùng đến với một nghệ sĩ tiếp theo. Xin mời Minh Hằng. Minh Hằng xin được giới thiệu với tất cả khán giả, đó là đạo diễn Vũ Minh. Anh là gương mặt không lạ với đề cử giải Mai Vàng những năm qua. Những năm nay anh đã tạo được dấu ấn rất đậm cho sự nghiệp khi dàn dựng thành công vở Vua Thánh Triều Lê của tác giả Lê Duy Hạnh. Với sự phối hợp tinh tế giữa tính hiện đại và truyền thống dân tộc, vở diễn toát lên vẻ đẹp giàu tính thi ca làm say đắm lòng người ạ. Vâng, anh Vũ Minh ơi, hãy chia sẻ đôi chút cảm xúc của mình khi đến với giải Mai Vàng năm nay đi ạ. Trước tiên thì Vũ Minh rất là vui và rất là hạnh phúc khi được đại diện cho toàn thể anh chị em nghệ sĩ trong tham gia trong cái vở diễn Vua Thánh Triều Lê có mặt trong cái buổi lễ phát giải đêm nay. Đó là điểm hạnh phúc và vinh dự của mình rất nhiều. Và không biết là kế hoạch năm tới của anh sẽ có một cái vở diễn nào chưa? Kế hoạch năm tới thì rất là nhiều. Hy vọng rằng năm tới có những vở diễn của mình sẽ là tiếp tục được nằm trong cái vòng đề cử Mai Vàng của năm 2013. Vâng, xin được cảm ơn anh và xin chúc cho vở diễn năm tới của anh cũng sẽ thành công như năm nay. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với một nghệ sĩ tiếp theo ạ. Hoa hậu Đặng Thu Thảo đúng không ạ? Một cô gái rất là xinh đẹp đang tiến tới chúng ta. Vâng, vậy thì Minh Hằng thể nhường cho Bình Minh được giao lưu với Hoa hậu Đặng Thu Thảo dạ, được không? Dạ, chắc chắn rồi ạ. Vâng, xin mời Đặng Thu Thảo. Vâng, hôm nay bạn rất đẹp. Hãy chia sẻ đôi chút cảm xúc của mình khi đến giải Mai Vàng đi bạn Thảo. Thật sự mà nói thì đây là một cái chương trình mà Thảo rất là yêu thích từ lâu rồi. Và khi mà được đến được đây thì thật sự mà nói rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. Đồng thời cảm thấy rất là vinh dự khi mà mình được trở thành khách mời trong ngày chương trình hôm nay. Vâng, và bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia một chương trình, một vai diễn sẽ được đề cử tên trong giải Mai Vàng không? Điều đó chắc là ước mơ, nhưng mà ước mơ thì mãi mãi là ước mơ. Vâng, xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, xin mời bạn hãy xuống cùng chung vui với tất cả anh chị em nghệ sĩ. Và xin mời tất cả quý vị khán giả hãy chờ đón một nhân vật tiếp theo, đó là ca sĩ Vi Oanh, một cô ca sĩ rất ngọt ngào, rất nữ tính. Bạn Vương Anh thân mến, đến với giải Mai Vàng năm nay thì bạn hãy chia sẻ với quý vị khán giả là trong năm vừa qua bạn đã đạt được những gì? Thực sự ra thì trong năm vừa qua Vân mong muốn được đóng góp công sức của mình nhiều hơn, những cái sản phẩm chất lượng hơn chứ. Và Vân cũng may mắn rằng là trong năm vừa qua thì cũng được quý vị khán giả yêu thương và đón nhận cái điều đó, và rất là hạnh phúc. Lần đầu tiên được là ca sĩ, một trong 10 ca sĩ được yêu thương nhất, là Vân cảm thấy mình cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Và chắc là bây giờ là bạn đang rất là hồi hộp đúng không ạ? Cũng hơi hơi thôi. Và Minh Hằng xin chúc là Viu Anh ngày hôm nay sẽ may mắn. Và ngày hôm nay Minh Hằng thấy Viu Anh rất là rạng rỡ, và chắc chắn Viu Anh sẽ rất là may mắn nha. Xin cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn Viu Anh. Thế còn Minh Hằng thế nào ạ? Với 2 năm đều dự giải Mai Vàng liên tiếp đúng không ạ? Vậy thì cảm xúc của năm ngoái và năm nay có gì khác nhau không? Khác chứ ạ, vì năm ngoái thì Minh Hằng đã được xướng tên lên là một trong những 10 ca sĩ trong năm. Và ngày hôm nay thì Minh Hằng lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC trên thảm đỏ. Và quý vị khán giả cũng đã biết là hồi đó dù Minh Hằng chỉ có hát và đóng phim thôi. Và bây giờ thì Minh Hằng lại lấn sân thêm làm MC nữa. Nói chung là nãy giờ Minh Hằng đang rất là hồi hộp, rất là run. Nhưng mà khi mà đứng cạnh anh MC đẹp trai và rất là phong độ, và nói chung là rất nhiều kinh nghiệm cho lĩnh vực này, thì Minh Hằng cũng cảm thấy bớt lo đi phần nào. Vâng, xin cảm ơn Minh Hằng và hy vọng rằng năm sau hai anh em mình được sẽ dẫn tiếp trong giải Mai Vàng lần thứ 19 nữa đúng không ạ? Bạn Phương Linh, cảm giác bạn thế nào khi đến với giải Mai Vàng năm nay? Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi. Phương Linh rất là vui, mà cũng khá là hồi hộp khi mà vừa đi qua thảm đỏ và thấy tất cả những ánh mắt của quý vị nhìn Linh. Và thật sự rất là hạnh phúc và mong rằng là giải Mai Vàng năm nay sẽ thật sự là thành công. Và cho em Hằng hỏi là năm nay thì Phương Linh dự giải Mai Vàng lần đầu tiên hay là dự giải đã bao nhiêu lần rồi, và thấy là không khí ngày hôm nay như thế nào ạ? Thật sự thì Linh cũng không có nhớ rõ nữa, nhưng mà nếu mà để tại hôm nay là Linh là một trong những khách mời lên trao một trong những cái giải thưởng thường niên của Mai Vàng, đúng ra thì đúng là năm nay là lần đầu tiên,
ở cái vị trí như thế này. Vâng, xin được cảm ơn Linh rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Vâng, thưa anh, được biết rằng cái vai diễn đó, vở diễn Vua Thánh Triều Lê đã được đề cử giải Mai Vàng năm nay. Và để nói về niềm hạnh phúc này, anh sẽ nói điều gì với quý vị khán giả? Hữu Châu rất là vui khi hàng năm đều được đề cử vào giải Mai Vàng. Nói chung là giống như một cái thông lệ rồi, coi như là một cái ngày đi gặp tất cả các anh em nghệ sĩ để mà vui những ngày cận Tết. Và được giải hay không được giải gì cũng cảm thấy vui. Và Minh Hằng được biết là trong những ngày cận Tết như thế này thì chú Hữu Châu cũng như tất cả các anh em nghệ sĩ phải tập ráo riết những vở kịch mới để công diễn cho dịp sắp tới này. Và ngày hôm nay thì chú có thể nói cho tất cả khán giả biết là trong mùa Tết năm nay chú công diễn vở diễn nào để quý vị khán giả có thể chờ đón xem được không ạ? Sân khấu kịch IDCAP thì có 5 vở diễn mới. Có 2 vở thì Hữu Châu tham gia, đó là vở Sớm Dịch Trời và vở Miêu Nữ Hí Miêu Gia, diễn tại sân khấu kịch IDCAP. Dạ vâng, xin được cảm ơn. Xin cảm ơn Hữu Châu rất là nhiều. Xin cảm ơn chú rất nhiều ạ. Đang tiến về thảm đỏ đó chính là MC Anh Quân, diễn viên Minh Anh và diễn viên Chi Bảo. Vâng, khi nhìn thấy những chàng trai của showbiz, Minh Hằng cười rất tươi, không biết bạn đang ý gì đây bạn dạ, Minh Hằng. Từ nãy vâng, xin mời chị Bảo, bạn Minh Quân và bạn Minh Anh cùng tiến về đây ạ. Xin mời để ba cho bạn đây Minh ạ. Hằng mãn thể được trò chuyện giao lưu với anh chút xíu ạ. Chắc là Minh Hằng xin được giao lưu với anh chị Bảo trước ạ. Và anh ơi, ngày hôm nay thì sao em không thấy anh đi cùng với bóng hồng nào hết ạ? Có quá trời dưới kia kìa. Và ngày hôm nay thì anh có thể thấy cho khán giả biết là không khí của giải Mai Vàng của chúng ta ngày hôm nay thế nào? Hình như là nếu chỉ tính riêng phạm vi bên ngoài nhà hát thôi, sôi động hơn năm rồi, đông khán giả đến hơn năm rồi và mọi người lại đẹp hơn năm rồi nữa thì phải. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và em xin được hỏi anh Quân ạ. Anh là MC chuyên nghiệp và chắc là nãy giờ thì anh đã thấy được không khí ở đây rồi. Và em là lần đầu tiên làm MC thảm đỏ như thế này thì anh có thể có ý kiến chút xíu cho em là em làm có được không ạ? Anh Quân nghĩ rằng là Minh Hằng cho dù làm ca sĩ hay làm MC trên sân khấu hay ở ngoài thảm đỏ thì lúc nào cũng xinh tươi, lúc nào cũng trẻ trung và duyên dáng. Và anh mong rằng là em sẽ luôn được tất cả mọi người yêu mến cho dù trong cương vị nào. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và đây, một người cuối cùng chắc là để dành cho anh Bình Minh ạ. Vâng, Minh Anh không biết là kế hoạch năm tới của bạn như thế nào? Trong năm 2013 này thì Minh Anh rất là mong sẽ quay trở lại với quý khán giả trong vai trò là diễn viên trong những bộ phim mới và một vài sản phẩm âm nhạc. Vâng, xin được cảm ơn anh Chi Bảo, anh Quân và Minh Anh rất là nhiều ạ. Xin mời các anh vào phía trong ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ đang tiến về thảm đỏ đó chính là diễn viên Minh Béo. Và Minh Hằng thấy được sự hứng khởi của tất cả khán giả khi mà thấy anh Minh Béo bước vào thảm đỏ à. Và dáng đi của anh hôm nay nặng nề hơn bởi vì trên mình anh đang gắn hơi nhiều kim sao hột liệu ạ. Vâng, xin chào Minh Béo. Dạ, anh lên đây chính giữa ạ. Anh ơi, anh có thể đứng lên một bậc nữa được không ạ? Đó, vậy là được rồi đó. Vâng, cũng như các anh chị em nghệ sĩ khác, rất muốn biết cái cảm giác của anh, cảm xúc của anh khi đến với giải Mai Vàng năm nay. Minh Béo lần đầu tiên được giải Mai Vàng năm nay thì Minh Béo cảm thấy rất là hãnh diện, rất là vui. Đặc biệt hơn nữa là chương trình truyền hình thực tế do Minh Béo dẫn trình đó là Lục Lạc Vàng đã được vào top đề cử và Minh Béo rất là hy vọng chương trình được đoạt giải bởi vì anh em đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để có thể đến với chương trình, đến với những người nghèo và Minh Béo hy vọng là người nghèo sẽ hưởng được một cái Tết thật là ấm và hạnh phúc. Vâng, xin được cảm ơn anh và xin chúc cho anh thành công trong năm mới ạ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Với ca khúc Cô Gái Sài Gòn Đi Tả Đạn của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, năm nay cô lại có mặt trong hai bản đề cử nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ và ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca của giải Mai Vàng. Xin được chào Uyên Trang. Uyên Trang thân mến, nhìn lại một năm vừa qua thì bạn thấy mình đã đạt được những gì? Trong năm vừa qua thì cũng như là mọi năm thôi, người nghệ sĩ thì năm nào Uyên Trang cũng ra những cái sản phẩm âm nhạc dành riêng cho mình. Năm vừa rồi thì Uyên Trang có ra hai sản phẩm âm nhạc, một về nhạc trẻ, nhạc nhẹ và một về âm hưởng dân ca. Và cũng rất là may mắn khi mà ngày hôm nay Uyên Trang cũng đã nhận được hai đề cử nằm ở hai hạng mục. Và thực sự bây giờ cũng rất là hồi hộp, biết đâu được năm nay Uyên Trang sẽ chiến thắng ở một trong hai bản hoặc là cả hai bản như năm ngoái thì sao? Mình có quyền ước mơ mà đúng không? Dạ.
Vâng, và cũng xin chúc ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Một lần nữa xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón đạo diễn tài năng. Đó chính là đạo diễn Lê Hoàng. Vâng, và hôm nay Lê Hoàng đi với một bóng hồng rất đẹp. Và rất xinh tươi. Vâng, và rất mới. Vâng, xin chào anh Lê Hoàng ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng ạ, thưa anh. Cảm xúc anh thế nào khi đến với giải Mai Vàng năm nay ạ? Rất là hồi hộp, rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, đặc biệt lại là rất là vinh dự khi được đứng cạnh một người đẹp trai như Bình Minh. Và không biết năm tới anh có kế hoạch cho phim nào không ạ? Năm tới sẽ có nhiều phim nhưng mà cương quyết không để Bình Minh đóng. Dạ, còn em thì sao ạ? Còn Minh Hằng thì sao ạ? Minh Hằng thì có hy vọng. Bởi vì rằng là phim của Hoàng sắp tới là có vai già. Thật sự thì Minh Hằng và đạo diễn Lê Hoàng cũng đã quen biết nhau từ rất là lâu và rất là muốn đóng phim của đạo diễn Lê Hoàng một lần và rất là mong năm sau anh có thể một lời mời hấp dẫn nào đó đối với Minh Hằng ạ. Vâng, như vậy là Bình Minh cũng phải trông chờ cơ hội thôi phải không ạ? Đây là diễn viên Hàn Quốc cũng không nói tiếng Việt được. Vâng, xin cảm ơn anh ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin mời anh. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng chào đón nhóm 365 ứng viên nhóm hát giải Mai Vàng năm nay. Vâng, xin được chào đón nhóm 365 ạ. Xin mời các bạn. Vâng, được biết các bạn là ứng cử viên giải Mai Vàng năm nay thì vâng, xin mời đại diện. Các bạn nghĩ thế nào? Cảm xúc thế nào? Có hồi hộp không ạ? Và có nghĩ rằng năm nay mình sẽ đoạt giải không? Lời đầu tiên thì cho nhóm 365 xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát thành phố ngày hôm nay. Và 365 rất là vui khi mà 365 được đến đây dự lễ Mai Vàng lần thứ hai và hy vọng rằng là giải Mai Vàng của chúng ta ngày hôm nay sẽ thành công rực rỡ hơn và cho mọi người thấy được công sức cũng như là những đóng góp của tất cả các nghệ sĩ trong vòng một năm qua và hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ của 365. Mình hy vọng là vậy. Và chúc các bạn rất là may mắn trong ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, xin được chào đón diễn viên Ngô Thanh Vân. Vâng, thưa quý vị, đó là nữ diễn viên điện ảnh được mệnh danh là đạn nữ của màn ảnh rộng. Diễn viên Ngô Thanh Vân trong năm qua, cô đã có đến 2 vai diễn trên màn ảnh rộng. Vai nào cũng có sức hút riêng. Cô gái miền biển trong dự án phim ngắn Ngọc Viễn Đông và vai thảo trong bộ phim kinh dị Ngôi Nhà Hẹn Trong Hẻm. Và hiện tại, Ngô Thanh Vân cũng đang có mặt trong một vai diễn khác bộ phim Lửa Phật, bộ phim viễn tưởng đầu tiên của Việt Nam. Vâng, xin chào Ngô Thanh Vân ạ. Được biết là Ngô Thanh Vân đang đi cùng với bạn diễn của mình là người Thái. Ngô Thanh Vân, năm qua bạn đã gặt hái được rất nhiều thành công và có nhiều cái vai diễn rất là ấn tượng. Và bạn hãy chia sẻ đôi chút quý vị về cái vai diễn đó được không? Trước tiên thì xin cho Thanh Vân được gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang có mặt tại đây. Lời chào trân trọng và thân thương nhất. Thực ra thì năm vừa qua thì Thanh Vân cũng có một vài dự án điện ảnh và cũng có nhiều vai diễn khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất Vân nghĩ rằng là đối với một người nghệ sĩ là phải làm như thế nào để có thêm nhiều vai diễn nữa để phục vụ cho cái điện ảnh nước nhà. Bởi vì như Bình Minh cũng biết rằng là một năm thì chúng ta cũng không có bao nhiêu là phim ảnh. Bởi vì thế khi mà có một cái cơ hội đến với một vai diễn nào đó, bất kỳ một vai diễn nào, thì Vân đều mong muốn rằng là mình sẽ phải cố gắng hết sức mình. Và trên hết khi vai diễn đó ra mắt thì được quý vị khán giả ủng hộ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Ngô Thanh Vân và xin chúc cho bạn thành công trong những vai diễn sắp tới. Vâng, xin cảm ơn bạn. Và bây giờ tất cả khán giả đang chào đón người mẫu Đức Tiến. Xuất thân là một người mẫu nhưng anh cũng được biết đến với vai trò là diễn viên và cũng là một trong những gương mặt rất quen thuộc trong những chuyến hành trình từ thiện đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, người già, trẻ em, mồ côi cơ nhỡ. Trong năm qua anh đã có được một vai diễn vô cùng ấn tượng, vai Hận trong bộ phim Trở Về của đạo diễn Việt Trinh. Vâng, anh Đức Tiến thân mến, để nói về đôi chút cái nhân vật trong Trở Về, anh sẽ nói gì với quý vị khán giả? Trước tiên thì Đức Tiến xin chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt tại nhà hát thành phố hôm nay, là chào trân trọng nhất ạ. Có thể nói rằng với vai Hận trong một phim Trở Về, Đức Tiến đã được quý vị đón nhận và yêu thương nồng nhiệt ở phim này. Và cũng như đây là một điều rất là vui cho ekip làm phim. Tiến xin dành niềm vui này cho chị Việt Trinh, đạo diễn Việt Trinh và nhà kịch Châu Thổ, cũng như dành tặng cho tất cả những ai yêu mến Hận trong phim Trở Về. Và ngày hôm nay đây Tiến đến đây với niềm vui đó và xin gửi niềm vui đến tất cả những bà con, những người dân thành phố đang theo dõi bộ phim cũng như theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta hãy cùng chào đón MC Phan Anh. Một gương mặt MC đang có tần suất xuất hiện liên tục trước công chúng trong năm qua với nhiều vai trò khác nhau. Và đầu năm anh xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai trò là diễn viên trong bộ phim Lời Nguyền Huyết Ngài. Và tiếp theo là người dẫn chương trình truyền hình The Voice, giọng hát Việt. Và hiện tại anh đang ở sân chơi cặp đôi hoàn hảo với vai trò là thí sinh.
Và hôm nay được biết là Phan Anh dẫn chương trình Giải Mai Vàng và cũng được biết anh cũng là ứng cử viên trong Giải Mai Vàng năm nay. Anh sẽ nói gì ạ? Phan Anh mong muốn rằng là cái tên Bình Minh và Phan Anh sẽ được sướng lên. Vâng, xin được cảm ơn Phan Anh. Và được biết Phan Anh năm nào cũng dự Giải Mai Vàng đúng không ạ? Vậy thì cái cảm xúc của Phan Anh năm nay thế nào, có khác so với năm ngoái không? Phan Anh cảm thấy là rất vui khi những người đồng nghiệp của mình nhận được Giải Mai Vàng, và nếu mà mình nhận được thì mình sẽ còn vui hơn nữa. Và cũng xin chúc anh một lần được nhận Giải Mai Vàng ạ. Và ngày hôm nay thì bên Hằng đứng đây với anh thì với một vai trò khác và không được cặp đôi với anh nữa, nhưng cũng rất là mong anh có thể càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp sắp tới ạ. Minh Hằng thân mến, nếu như Phan Anh nhận Giải Mai Vàng năm nay tức là hai cái Mai Vàng rồi đó. Tại vì Phan Anh đã nhận một Giải Mai Vàng rồi. Không, em chúc năm nay ạ. Và năm nay có rất nhiều đối thủ nặng ký lắm. Dạ. Tóm lại là phải chúc điều đó cho anh. Vâng, xin được cảm ơn Phan Anh rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhóm MTV ứng viên Giải Mai Vàng năm nay ở hạng mục nhóm hát. Xin được chào đón nhóm MTV ạ. Và theo như Minh Hằng được biết là đã lâu rồi và các anh mới tái hợp lại. Và năm nay vừa tái hợp lại thì các anh là được đề cử trong Giải Mai Vàng. Và các anh có thể nói cảm xúc của các anh cho tất cả khán giả biết được không ạ? Thật sự thì MTV rất là vui khi mà sau khi ra album Vol 6 Nếu Chỉ Sống Một Ngày thì được giải đề cử trong top 3 của Mai Vàng. Thật sự đó là một điều gì đó rất là bất ngờ và cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà tất cả các anh chị em, các fan đã vẫn chú ý tới MTV. Minh Hằng thấy được là tất cả sự yêu mến của tất cả khán giả không ngừng yêu mến, mặc dù là nhóm của mình đã có một thời gian ngừng hoạt động, nhưng mà khi mà các anh hoạt động trở lại thì vẫn được yêu mến và hình như là yêu mến nhiều hơn hồi xưa rất là nhiều ạ. Và xin chúc tất anh được may mắn hơn nhiều hơn nữa ạ. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn nhóm MTV. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón ca sĩ Hoàng Bách. Vâng, xin chào anh Hoàng Bách ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng, mời anh chị lên đây ạ. Minh Hằng biết không, anh Hoàng Bách vừa rồi mới tham gia một vai diễn rất ấn tượng, rất hay, và đảm bảo khi công chiếu khán giả sẽ bất ngờ. Và vai diễn đó là gì thì xin bây mời giờ, Minh Hằng. Anh có thể chia sẻ với em được không ạ? Thực ra vai diễn đó của Hoàng Bách là phụ tá cho vai diễn chính của Bình Minh trong phim, một bộ phim hài. Và Bách là đóng, có thể nói đóng cái vai hài nhất trong phim, mặc dù bình thường thì mọi người hay thấy mình rất là nghiêm nghị. Nhưng mà thế thì em đã đoán được rồi. Quý vị khán giả ơi, đó là anh Hoàng Bách tham gia bộ phim Cô Dâu Đại Chiến 2 đúng không ạ? Tất nhiên Bách không phải là một cô dâu của Bình Minh rồi. Và có vẻ gần giống như vậy. Và Minh Hằng nghĩ là năm 2013 sẽ là một năm rất là đáng ghi nhớ của anh khi có ra mắt một bộ phim đầu tiên. Và em nghĩ là anh rất hồi hộp để chờ đón bộ phim đó đúng không ạ? Bách cũng có một chút xíu hồi hộp, nhưng phần hồi hộp lớn nhất là đang dành cho phần trình diễn của Bách buổi tối ngày hôm nay nhiều hơn. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Và rất là chúc anh có thể phần trình diễn tốt nhất trong tối ngày hôm nay ạ. Hoàng Bách xin cảm ơn, xin kính chào tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời tất cả khán giả hãy chờ đón cô ca sĩ Phương Vi, một cô ca sĩ rất là cá tính ạ. Mỗi lần tôi gặp Phương Vi thì mỗi lần thấy Phương Vi mang một cái sắc thái khác, đẹp hơn, quyến rũ hơn. Thôi Minh Hằng, nhường cho mình trò chuyện Phương Vi nhé. Nãy giờ em thấy anh là mỗi lần có cô nào xinh đẹp là anh toàn là nói danh không, mà hôm nay sao nhường. Hôm nay thấy Phương Vi rất là rạng ngời. Có phải chăng trong năm vừa qua đã thu hoạch kha khá? Nói chung là cũng khá cho nên mới có mặt trong một cái buổi lễ long trọng như ngày hôm nay ạ. Và không biết là bây giờ Phương Vi có thể chia sẻ một chút kế hoạch của mình cho năm tới để cho khán giả biết được không ạ? Trong năm sắp tới thì Phương Vi sẽ có rất là nhiều kế hoạch, sẽ ra mắt hầu như là gần 3 album luôn ạ. Cho nên rất là mong là tất cả quý vị ở đây cũng như là tất cả quý vị xem cái chương trình này trên TV sẽ ủng hộ cho những cái album sắp ra mắt của Vi. Wow, quý vị khán giả ơi, một năm mà có thể ra 3 album thì thực sự là rất là phải làm việc rất là nhiều, rất là cực lực mới có thể làm việc như thế ạ. Và Minh Hằng xin kính chúc Phương Vi có thể năm 2013 là năm đại thành công của Phương Vi ạ. Xin cảm ơn Phương Vi. Vâng, quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ Hoài Linh.
Vai diễn cậu út trong vở Anh chàng già gái của nghệ sĩ Hoài Linh có hai chiều tâm lý, được anh khai thác rất sắc bén và tạo tiếng cười giòn giã cũng đầy sâu sắc. Nghệ sĩ Hoài Linh đã khẳng định được đẳng cấp tạo tiếng cười của mình với cách diễn bộc lộ tính cách nhân vật qua từng tình huống kịch. Và cho đến thời điểm này, anh vẫn là thống soái trên bình diện chung của sân khấu hài kịch năm 2012. Anh ơi, từ nãy tới giờ khi mà đọc tên của anh là người được vỗ tay nhiều nhất, cổ vũ nhiều nhất. Nên là anh có thể chia sẻ cảm giác của anh khi mà được nhận những nhiều nhất như thế không ạ? Trước tiên thì xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Một ngày vui của anh em nghệ sĩ chúng tôi và được những tràng pháo tay của quý vị. Đó là niềm khích lệ lớn nhất, và để có được ngày hôm nay đứng ở đây để cùng tham dự giải Mai Vàng này cũng là do tất cả quý vị đã bầu chọn. Không biết nói gì hơn là rất là vui. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả ở đây và khán giả ở khắp mọi nơi ạ. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón người mẫu, diễn viên Thanh Hằng. Và bây giờ thì anh Bình Minh bỏ nhiệm vụ của mình để đi đón bà xã của mình ạ. Đây, một người đàn ông rất là ga lăng, rất là lịch lãm. Vâng, nhưng và mà đây vẫn, là một người... vẫn không quên nhiệm vụ của mình đâu Minh Hằng. Vâng, mời Thanh Hằng ạ. Chị. Quý vị khán giả ơi, đây là một đại mỹ nhân. Và đã xuất hiện rất là lộng lẫy đây. Và năm nay thì chị ấy có một bộ phim rất là hot và sẽ ra mắt trong dịp Tết năm nay. Và bây giờ chị có thể chia sẻ tất cả khán giả biết là bộ phim của chị như thế nào được không ạ? Trước khi chia sẻ về vai diễn thì bật mí với Minh Hằng cũng như quý vị khán giả, giới thiệu quý vị Thanh Hằng nhìn bánh bèo thì thôi nhưng mà đàn ông lắm ấy. Đàn ông của Lê Anh Thơ và của Bình Minh nữa đấy. Đâu, Thanh Hằng chưa bao giờ bánh bèo cả, rất là nam tính và rất là cá tính ạ. Đặc biệt là cái bộ phim Hằng cũng muốn nói sơ nó về là cổ trang và cũng là hành động. Tuy là nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng các cô gái ở trong phim rất là sexy. Và hy vọng là mọi người sẽ thích cũng như là sẽ ủng hộ phim nhiều hơn. Và xin chúc cho vai diễn cũng như bộ phim Mỹ Nhân Kế của Thanh Hằng được thành công. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Vâng, xin mời hai bạn cùng vào trong cùng chung vui với tất cả anh chị em nghệ sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn để chào đón ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục duy trì phong độ với những chương trình live show được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại nhà thành phố. Và anh cũng tiếp tục tạo tiếng vang với những bản nhạc xưa quen thuộc. Vâng, xin được chào anh ạ. Xin chào anh ạ. Ngày hôm nay thì anh có thể nói cho tất cả khán giả biết là cảm giác của anh như thế nào rồi coi, với một năm đầy bận rộn của mình à. Với rất nhiều thu hoạch đúng không? Với rất nhiều thu hoạch nữa. Tâm trạng lúc này khó diễn tả lắm. Hưng còn chuẩn bị cho mình mọi thứ thật là nhẹ nhàng, tâm lý tham gia chương trình. Vẫn một cái gì đó rất là hồi hộp và hy vọng rất nhiều. Vâng, và không biết là kế hoạch năm tới của anh sẽ có những dự án âm nhạc nào ạ? Nó còn kinh khủng hơn năm vừa rồi nữa. Hưng sẽ lấy lại khoảng thời gian mà mình đã vừa bỏ ra rất là nhiều cho cái chương trình The Voice. Thì Hưng phải làm cái live show của Hưng và cả cái dự án phim của Hưng nữa. Vâng, mình nghĩ rằng với sự cố gắng, nỗ lực hết mình của anh thì mình tin rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ anh và xin chúc cho dự án âm nhạc của anh được thành công ạ. Xin được cảm ơn anh. Cảm ơn, cảm ơn em. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón MC Phước Lập. Vâng, xin được chào anh Phước Lập ạ. Vâng, một người mà mình cũng rất là ngưỡng mộ đó Minh Hằng. Một đàn em anh thấy là trong hình nghề. Như là anh nhìn em rất là bất ngờ đúng không ạ? Vì rất là bất ngờ. Cảm ơn Bình Minh, cảm ơn Minh Hằng. Các bạn ngày hôm nay rất là đẹp và rất là sáng bừng á. Ở ngoài kia nhìn vô mà cứ hỏi rằng là có bạn MC nữ nào ngày hôm nay rất là duyên dáng và xinh xắn. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh ơi, thì bây giờ thì nãy giờ anh đã đứng ngoài kia và thấy được không khí giải Mai Vàng của chúng ta ngày hôm nay rất là náo nhiệt đúng không ạ? Phước Lập đến hơi muộn chút xíu, lẽ ra là sẽ đến đúng giờ hơn theo lời mời của ban tổ chức. Nhưng mà vì có đến muộn như thế này thì mới thấy được là khán giả, độc giả của báo Người Lao Động của giải Mai Vàng và đặc biệt là người dân thành phố Hồ Chí Minh chúng ta rất là quan tâm. Và đây như là một ngày hội lớn mà cứ mỗi một năm như thế là được tề tụ về như thế cho cả văn nghệ sĩ và cho cả độc giả và khán giả của thành phố nữa. Rất là hạnh phúc vì có mặt trong ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Phước Lập rất là nhiều ạ. Dạ. Vâng, xin mời anh cùng tiến vào phía trong ạ. Cảm ơn Bình Minh, cảm ơn Minh Hằng nhé.
kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với MC Quỳnh Hương. Vâng, Bình Minh xin được chào chị. Dạ, xin mời chị ạ. Minh Hằng biết không, chị Quỳnh Hương là người đầu tiên dẫn dắt Minh vào nghề đấy, là người thầy đầu tiên của Bình Minh lĩnh vực MC đấy. Vâng. Rất là hân hạnh. À, ngày hôm nay rất là vui khi mà được đứng ở giữa hai gương mặt tài năng đang lên rất là lớn như thế này. Thật ra thì thưa quý vị khán giả, Quỳnh Hương có một cái may mắn là mở hàng cho công việc MC của Bình Minh. Và cũng rất là mừng là từ đó về sau thì chàng trai đa tài này càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Và chúc em tối hôm nay thật nhiều may mắn. Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ chị ơi, không mấy chị nhận luôn em làm đệ tử được không chị? Ngày hôm nay thì lần đầu tiên em làm MC thì em cảm thấy rất là run. Nhưng mà khi có chị và anh Bình Minh đứng kế bên thì nãy giờ thì em cũng cảm thấy bớt run hơn nhiều ạ. Biết đâu chừng trong năm 2013 thì Minh Hằng sẽ có dịp cùng hợp tác với chị nha. Cảm ơn em. Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời chị vào trong ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và tiếp sau đây chúng ta cùng chào đón ca sĩ Phương Thanh và diễn viên Nhan Phúc Vinh. Minh Hằng thân mến, hôm nay chị tranh nhà ta đi một diễn viên rất trẻ, rất đẹp trai. Dạ em biết mà, em biết mẹ của em mê trai lắm mà. Tại vì trong phim Minh Hằng kêu chị Phương Thanh là mẹ thôi, và bây giờ ngoài đời thì Minh Hằng cũng hay là kêu là mẹ. À, và hôm nay mẹ rất là rực rỡ kìa. Và mẹ có thể giới thiệu cho khán giả biết là ngày hôm nay thì mẹ đến đây với tâm trạng như thế nào ạ? Phương Thanh là ca sĩ, nhưng mà từ khi Phương Thanh đi đóng phim thì được toàn làm má của các ca sĩ. Phương Thanh làm má của Minh Hằng trong bộ phim Những Nụ Hôn Rực Rỡ, và Phương Thanh cũng làm má của Phan Nhan Phúc Vinh trong Kiều Nữ Lỡ Thì. Thì chưa có được dịp làm má của Bình Minh. Hy vọng trong năm tới. Hy vọng trong năm tới được không ạ? Hy vọng năm tới sẽ được làm má của Bình Minh và gia đình, đại gia đình của nghệ sĩ. Xin kính chào quý vị. Vâng, và hy vọng năm sau giải Mai Vàng năm sau là các má con chúng ta cùng hội tụ nhé. Và năm sau là cả gia đình sẽ đặt giải qua Mai Vàng, mà không biết có cái giải nào dành cho gia đình này không? Vâng, chị Tranh thân mến, không biết là với kế hoạch năm tới chị có kế hoạch nào không ạ? Hãy chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đi. À, sang năm tới thì không biết là cái con đường ca nhạc của Phương Thanh như thế nào, mà bây giờ thấy đường phim nó rộng mở và đón Phương Thanh nhiều lắm. Chắc là Phương Thanh có duyên là má của các diễn viên. Và hôm nay Phương Thanh tham dự, ngày hôm nay Phương Thanh đi trao giải. Thường thì mặc quần jean áo sơ mi hoặc váy, nhưng khi đi trao giải sẽ mặc áo dài. Quý vị thấy mặc áo dài được không ạ? Rất vỗ đẹp tay lớn thật, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thế còn bạn Nhan Phúc Vinh, trong năm vừa qua thì bạn ấn tượng với vai diễn nào nhất? Trong năm vừa qua thì Vinh được khán giả yêu thích ở bộ phim Sao Đổi Ngôi. Đó là một vai diễn cũng khá là khó khi mà Vinh phải đảm nhận cùng lúc hai vai anh em song sinh. Và bạn có phải bỏ nhiều thời gian công sức cho vai diễn này không? Tất nhiên là khi mà nhận một cái vai diễn thì mình cũng đã mất rất nhiều thời gian cho chuẩn bị một cái vai diễn đó. Nhưng mà trong Sao Đổi Ngôi thì cùng lúc làm hai vai, cho nên mọi cái áp lực cũng như là cái khâu chuẩn bị của mình nó phải tăng gấp đôi lên. Nhưng mà cũng may là bộ phim sau khi được lên sóng và được rất là nhiều quý vị khán giả yêu thích, thì đó cũng là một cái niềm vui rất lớn Vinh, và cũng rất là vinh dự là cũng bởi hai vai đó mà Vinh đã được đề cử cho, trong Mai Vàng năm nay. Vâng, xin cảm ơn bạn và xin chúc bạn may mắn trong giải Mai Vàng năm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Tranh rất là nhiều. Xin mời chị và bạn Nhan Phúc Vinh cùng tiến vào phía trong. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón nữ diễn viên Thanh Trúc. Nữ diễn viên có vẻ đẹp dịu dàng cùng với những vai diễn hiền thục, thùy mị trên màn ảnh nhỏ. Cô luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn vì lối diễn xuất chân thực và tinh tế. Và trong năm vừa qua, Thanh Trúc đã chinh phục khán giả truyền hình với vai Hân trong bộ phim Hạnh Phúc Muộn Màng của đạo diễn Trương Dũng. Vâng, xin được chào Thanh Trúc. Bạn hãy nói đôi chút về cái vai diễn của bạn đi, bạn Thanh Trúc. Một vai diễn mà được khán giả đón nhận rất là nhiều, rất nồng nhiệt. Đây là lần thứ hai Thanh Trúc đã được đề cử giải Mai Vàng. Và rất là hạnh phúc khi mà được khán giả yêu quý và đã bình chọn cho vai Nhã Hân trong Hạnh Phúc Muộn Màng. Một vai diễn đã đánh dấu Thanh Trúc đã thay đổi cá tính, một nhân vật dữ dàng hơn, không có còn hiền dịu nữa. Vâng, xin cảm mặc ơn dù là ở trong phim rất là dữ dàng, nhưng mà ở ngoài dịu vẫn rất là dịu dàng ạ. Và xin chúc may mắn cho chị may mắn trong ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với một nam diễn viên trẻ đang được khán giả truyền hình yêu thích, đó chính là diễn viên Phùng Ngọc Huy. Anh được biết đến từ vai Quốc trong bộ phim Cổng Mặt Trời, và cũng là vai diễn mang đến cho anh giải Mai Vàng năm 2010. Và trong năm qua, Phùng Ngọc Huy đã có được một vai diễn khá ấn tượng trong bộ phim Tay Chơi Miệt Vườn. Và vai diễn này cũng đã được bạn đặt bầu chọn cho anh vào top 5 của giải Mai Vàng năm nay. Cảm xúc của bạn Huy thế nào khi năm nay được tiếp tục lọt vào vòng bầu chọn của giải Mai Vàng?
Dạ thì thực sự thì Huy rất là hồi hộp và lo lắng, là không biết là năm nay mình có được may mắn vào năm 2010 không. Mặc dù là nếu mà không may mắn thì nếu mà nam diễn viên điện ảnh truyền hình nào đạt giải cũng là một người rất là xuất sắc. Và Bình Minh và Minh Hằng xin chúc cho bạn may mắn trong giải Mai Vàng năm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng tay để chào đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Dương Triệu Vũ. Vâng, xin chào hai bạn. Vâng, xin mời. Chị ơi, lúc nào chị cũng rực rỡ. Vâng, quý vị làm mến, người khác phải ghen tị ạ. Năm nay ca sĩ Hồ Ngọc Hà còn đảm nhiệm vai trò MC trong chương trình Mải Vai Vàng năm nay nữa. Vậy thì cảm xúc của Hà thế nào khi đứng ở vai trò là MC? Hà có một lần liều, đó là đứng cùng với anh Bình Minh trong một MC của một chương trình khác. Và hôm nay thì lại thêm một lần liều nữa. Nhưng mà vì lần này có lẽ là bởi vì Hà phải có trách nhiệm làm MC. Vì là năm ngoái Hà đã nhận giải thưởng nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất của giải Mai Vàng. Vì vậy mà năm nay khi mà giải Mai Vàng gửi lời mời cho Hà thì Hà nói là thôi vậy thì để cho Hà cùng với thêm một nam MC nữa dẫn chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Vì vậy mà lần này lần thứ hai nên là chỉ còn hơi run một tí xíu thôi. Vâng, và mình nghĩ rằng với kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu của Hà thì mình tin chắc Hà sẽ hoàn thành rất là xuất sắc cái vai trò của mình trong đêm hôm nay đấy. Minh Hằng được biết là sắp tới thì bạn sẽ tham gia một game show đúng không ạ? Và bây giờ bạn có thể chia sẻ một chút về cái sự hứng thú của mình hay là một cảm giác gì đó của mình cho khán giả biết được không? Ngày mai thì Vũ sẽ thi trong cặp đôi Hoàn Hảo. Nhưng mà thú thật ra là cả tuần nay Vũ bị bệnh rất là nặng. Bây giờ nghe giọng Vũ là biết là bị bệnh rồi. Nên bây giờ rất hồi hộp. Và nhất là hôm nay được đề cử trong top 10 ca sĩ Mai Vàng, cho nên làm cho Vũ cũng một phần nào đó tỉnh táo hơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã yêu mến Vũ trong năm qua. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cùng với ca sĩ Hồ Trung Dũng. Vâng, hôm nay thấy anh Thành Lộc rất tươi, bạn Hồ Trung Dũng cũng rất là tươi. Chắc là trong năm vừa qua đã gặt hái được nhiều thành công đây. Vâng, xin mời anh ạ. Chào anh. Vâng, anh Lộc và Hồ Trung Dũng thân mến, và cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác và Bình Minh cũng như tất cả quý vị khán giả rất muốn biết cảm xúc của hai anh khi đến với giải Mai Vàng năm nay ạ. Vâng, xin mời anh Thành Lộc trước ạ. Tư thế của tôi là khi tôi được biết tin là vở kịch nói Vương Thánh Triều Lê của tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Vũ Minh đã được công bố là nhận giải Mai Vàng. Tôi đến đây với niềm phấn khích đó để cùng chung vui với tập thể đã làm nên cái vở kịch đó và được khán giả yêu thích, bởi vì tôi cũng là một diễn viên trong vở đó. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh. Thế còn bạn Hồ Trung Dũng, cảm xúc bạn thế nào? Thực sự lần đầu tiên Dũng được đề cử vào hạng mục nam ca sĩ của năm. Thì đây là một vinh hạnh rất là lớn, bởi vì anh Thành Lộc cũng hiểu nghệ sĩ niềm hạnh phúc lớn nhất khi mà được khán giả công nhận và yêu thương. Và với giải Mai Vàng này thực sự là tất cả những cái gì cực nhọc, những gì mà mình đã phải trải qua một năm đều rất là xứng đáng và động lực rất là lớn để Dũng tiếp tục phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa trong năm 2013 này. Xin cảm ơn. Vâng, và xin được chúc mừng anh Thành Lộc và chúc cho Hồ Trung Dũng sẽ may mắn trong giải Mai Vàng năm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn hai anh ạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng tay để chào đón ca sĩ Quang Dũng. Vâng, anh Dũng thân mến, khi mà anh tiến vào thảm đỏ, tôi để ý thấy Minh Hằng nhìn anh rất là kỹ. Không biết là Minh Hằng đang xăm soi anh Dũng ở điều nào đây? Vì cảm thấy là Minh Hằng biết anh Quang Dũng từ hồi mình mới vào nghề thôi. Bây giờ thì Minh Hằng đã vào nghề từ rất là lâu rồi, nhưng mà lâu ngày gặp lại thì anh vẫn như thế, không có một sự thay đổi gì cả. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười trên môi à. Ông Hằng ơi, có thay đổi đấy, sâu nhiều hơn. Năm nay chạy quá trời, không chỉ trong nước mà cả nước ngoài nữa. Vâng, anh Dũng, anh hãy chia sẻ đôi chút cho quý vị khán giả biết về cảm xúc của anh khi đến với giải Mai Vàng năm nay đi ạ. Phải nói năm nay rất là vui khi chương trình được tổ chức mà Quang Dũng thấy là rất là sang trọng như thế này, làm cho Quang Dũng cảm thấy nhớ lại những năm trước khi Quang Dũng vinh dự được 3 lần nhận giải Mai Vàng. Và năm nay thì cũng như là đến hẹn lại lên, tất cả các anh chị em nghệ sĩ đến với chương trình ngày hôm nay đều rất là hào hứng, đều rất là lo lắng, hy vọng là chương trình đêm hôm nay sẽ là một đêm mà thật là nhiều kỷ niệm với tất cả anh chị em nghệ sĩ, cũng như là một đêm mà cống hiến cho tất cả khán giả thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều ý nghĩa trong những ngày chào đón đầu năm mới. Vâng, xin được cảm ơn anh Quang Dũng rất là nhiều ạ.
Và bây giờ xin được chào đón ca sĩ diễn viên Minh Thuận ạ. Anh muốn đứng kế ai? Anh Minh Thuận xin kính chào tất cả quý vị các anh chị có mặt trong ngày hôm nay. Và anh Minh Thuận ơi, anh có thể chia sẻ cho mình biết là cảm giác của anh khi mà đến với giải Mai Vàng năm 2012 này, và có thể nói một chút dự án của mình cho năm tới được không ạ? Thật sự là mỗi năm khi mùa xuân về, chúng ta lại gặp nhau tại giải Mai Vàng. Giải Mai Vàng là một giải thưởng uy tín mà được tất cả các bạn trẻ của cả nước luôn trông ngóng và chờ đợi. Về những dự án trong năm sắp tới thì Minh Thuận hy vọng rằng sẽ xuất hiện trong một vài vai diễn mới, mong rằng sẽ đem đến niềm vui cho quý vị các anh chị các bạn và sẽ được sự ủng hộ của quý vị các bạn các anh chị. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp đón các thí sinh tham dự Idol 2012 đó là Hoàng Quyên, Bảo Trâm và Thảo My. Xin được chào đón các bạn. Xin chào các bạn ạ. Mời các bạn lên đây ạ. Và Minh Hằng được biết thì các bạn đã vừa trải qua cuộc thi Idol. Và Minh Hằng nghĩ là, vì Minh Hằng cũng biết là khi mà bước vào một cuộc thi nào đó thì các bạn gặp rất là nhiều trở ngại, rất là nhiều áp lực. Và làm sao mà các bạn có thể vượt qua những áp lực đó mà vẫn có thể xinh tươi rạng ngời ngày hôm nay. Và Minh Hằng cũng biết là lần đầu tiên các bạn tham dự giải Mai Vàng đúng không ạ? Có thể chia sẻ một chút cảm giác của mình cho tất cả khán giả biết được không? Lời đầu tiên Thẩm My xin thay mặt Hoàng Quyên và Bảo Trâm gửi tới mọi người lời chào trân trọng nhất. Và khi mà mình tham gia cuộc thi Việt Nam Idol thì bất kỳ cuộc thi nào cũng có những cái áp lực của nó, nhưng vì thật sự chúng mình đều có chung một cái niềm đam mê và mình hy vọng sẽ cùng nhau đứng chung trên một sân khấu, cho nên là cái điều đó đã át đi cái sự khó khăn của bọn mình. Và ngày hôm nay lần đầu tiên chúng mình đứng tham dự giải Mai Vàng và Thảo My, Hoàng Quyên và Bảo Trâm rất là vui, hy vọng rằng ngày hôm nay chương trình sẽ thành công rực rỡ. Và Minh Hằng cũng xin kính chúc ba em sẽ càng ngày càng thành công rực rỡ hơn nữa và luôn luôn rạng rỡ, luôn luôn xinh đẹp như thế này ạ. Cảm ơn chị. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón ca sĩ Thanh Thúy. Thanh Thúy được xem là ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng chuẩn với ca khúc Hương Thầm. Không chỉ chinh phục khán giả lớn tuổi khó tính, giọng ca Thanh Thúy cũng nhận được ngày càng nhiều sự yêu mến của khán giả trẻ. Vâng, xin được chào chị. Lâu rồi mới gặp lại chị Thanh Thúy, nhưng mà có cảm giác được rằng mỗi lần gặp chị là mỗi lần chị trẻ ra. Chị có bí quyết gì không? Trước thềm năm mới mà ai được nghe khen câu này thì chắc là cả năm sẽ phấn khởi lắm phải không thưa quý vị? Với Thanh Thúy thì có một bài báo gần đây đã giật một cái tít là trẻ lâu vì hay hát. Thúy hát mọi lúc mọi nơi, mọi lúc trong ngày, có thể vừa nấu cơm vừa hát, vừa cho con ăn vừa hát cũng được nữa. Và Thúy nghĩ rằng là tất cả chúng ta, bí quyết đó là dành cho tất cả mọi người, hãy sống lạc quan, yêu đời và luôn có một tinh thần tích cực. Tất cả những suy nghĩ đừng có hướng về tiêu cực thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là thoải mái. Dạ chị ơi, và chị cho em hỏi là kế hoạch năm tới của chị như thế nào được không ạ? Năm tới, quý vị có biết là năm tỷ thì nói là năm gì của Thúy không ạ? Năm tuổi. Năm gì ạ? Dạ, 5 tuổi, đúng rồi. Xin cảm ơn các bạn fan của Thúy. 5 tỷ, năm quý tỵ. Cho nên là Thúy cũng, ông bà mình thường nói là 5 tuổi thì thường nó không có may mắn. Nhưng mà Thúy nghĩ rằng có rất là nhiều người gặp cực kỳ may mắn trong 5 tuổi. Cho nên Thúy hy vọng mình rơi vào cái vé 2. Và Thúy đã có nhiều dự định, như là một cái vở tốt nghiệp, đạo diễn, sân khấu. Rồi một album Bolero sẽ ra mắt vào sau Tết. Và rất nhiều những kế hoạch khác xin được giữ bí mật, và chắc chắn rằng Thúy sẽ cống hiến thật nhiều cho khán giả của mình vào năm tuổi. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ. Vâng, và xin chúc chị thành công với những kế hoạch và bí mật của mình ạ. Xin cảm ơn chị. Vâng, xin chào Đông Nhi. Cảm giác của bạn thế nào khi năm nay được đề cử trong giải Mai Vàng? Ngay giờ phút này đây thì Đông Nhi đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và đặc biệt hơn nữa là tất cả những điều đó đều được xây dựng dựa trên những tình cảm yêu thương từ phía tất cả quý vị khán giả dành tặng cho Đông Nhi. Và ngày hôm nay chắc chắn là không thể nào mà không nói lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn Đông Nhi và xin chúc cho bạn may mắn. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ Văn Mai Hương và ca sĩ Lê Hiếu. Vâng, xin được chào hai bạn. Một cặp trai tài gái sắc. Vâng, xin mời hai bạn.
Vâng, xin phép được trò chuyện với Văn Mai Hương trước đi ạ. Không biết là trong năm vừa qua thì bạn thấy bạn đã thu hoạch được những gì? Thật sự thì trong năm vừa qua thì hoạt động của Hương khá là ít so với năm trước nữa. Thì hy vọng rằng năm tới đây sẽ là một năm bùng nổ. Bởi vì năm nay Hương rất là nhiều dự án và kế hoạch. Còn năm vừa rồi thì những cái sản phẩm âm nhạc của mình thì mình cũng ít. Cũng như là hình ảnh của mình xuất hiện cũng khá ít. Nhưng mà thương hiệu và nhãn hàng lại khá là nhiều. Nên hy vọng năm nay quý vị sẽ ủng hộ thật là nhiều. Để mà năm tới đây sẽ thật là nhiều show này, thật là nhiều sản phẩm, cũng như là quý vị sẽ yêu mến nhiều hơn để cả Hương sẽ có mặt trong nhiều nhãn hàng hơn. Mình xin chúc cho bạn thành công. Thế còn Lê Hiếu, đến với giải Mai Vàng năm nay thì cảm xúc của bạn thế nào? Năm nay thì Hiếu thấy một chương trình rất là đặc biệt, rất là quy mô và rất là lớn. Đặc biệt là làm ở một nơi rất là sang trọng, ngay trung tâm thành phố, nhưng mà được cái lại rất là gần gũi với tất cả những khán giả. Và đó là một cái điều rất là đặc biệt và ý nghĩa. Và cái giải Mai Vàng luôn luôn là một cái giải hết sức được trân trọng của giới nghệ sĩ. Cho nên là Hiếu rất là vui khi có mặt ở đây và được đứng trước rất là nhiều những khán giả như vậy. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy là lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 18 năm 2012 sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Và người nghệ sĩ nào sẽ chính thức được vinh danh và bước lên bục cao nhất của lễ trao giải? Chúng ta sẽ được biết trong vòng ít phút nữa. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh bên trong khán phòng của nhà hát lớn thành phố và cùng đến với lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 18 năm 2012.